Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 186. Chương 1851, Bất Hủ Huyền Công 2. Vi Tự trẻ tuổi vẫn là một đứa trẻ tuấn tú, cười nói với hắn, sư phụ tìm hiểu ra một loại cảnh giới mới. Người chuẩn bị tiến về Côn Lôn, bái kiến Côn Lôn Ngọc Hư Cung. Hắn nghe nói Côn Lôn cảnh sắc tráng lệ, có đại đạo diễn hóa ra vũ trụ hùng vĩ, người muốn lĩnh ngộ ra thắng cảnh đại đạo ở Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung. Mạnh Sơn Minh tiến đến gặp Thanh Huyền, đi theo Thanh Huyền chạy về phía tổ đình Côn Lôn Sơn. Đợi lúc đi tới Côn Lôn Sơn, Thanh Huyền tiến đến cầu kiến Ngọc Hư đạo nhân. Ngọc Hư đạo nhân lệnh cho đệ tử Hứa Do của mình đến chiêu đãi hai sư huynh đệ. Bên tai Mạnh Sơn Minh còn vang lên tiếng gõ bộp bộp, mấy ngày nay hắn đã quen với âm thanh này. Ánh mắt hắn nhìn vào trên người Hứa Do, đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện. Hắn chuẩn bị vận dụng thần toán đi tính toán tương lai của mình. Đúng lúc này, trên bầu trời Côn Lôn đột nhiên sấm vang chớp giật, lôi đình đan sen, một đống thịt nát từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng đập xuống trước mặt hắn. Vi Tự có vẻ bị kinh động, vội vàng xem xét, đã thấy tốc độ đống thịt nát mục nát kia nhanh đến dọa người. Rất nhanh triệt để hư thối, hóa thành một vũng máu loãng, lập tức ngay cả máu loãng cũng bốc hơi. Mạnh Sơn Minh nghi ngờ không thôi, luôn cảm thấy miếng thịt nát này có liên hệ gì đó với mình, khiến tâm thần hắn không yên. Bất quá ánh mắt hắn rơi vào trên người Hứa Do, lại vứt chuyện này ra sau đầu. Hắn chuyên tâm bế quan, tiến vào dòng sông thời gian, đi về tương lai, hắn muốn quan sát hướng đi của tương lai. Hắn đứng trên sông dài, lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có một bóng người đã đi xa, sau lưng có Chí Tôn Động Uyên đang lắc lư. Người kia là ai? Mạnh Sơn Minh ngây người, thân hình thiếu niên kia biến mất từ trong tầm mắt của hắn. Mạnh Sơn Minh đi về phía trước để tìm hiểu tương lai, cuối cùng cũng đã thấy được một góc 55 vạn năm sau khi hắn kiệt sức. Trên Côn Lôn Sơn, đại đế Trùng Đồng Diêu Trọng Hoa giơ cao đứa bé mới xuất thế chưa được bao lâu, cười nói, có hứa tất có ứng, không bằng gọi hắn là Hứa Ứng. Hắn thu thập thiên kiếp lôi của chính mình, vẽ lên một vệt lôi văn lên mi tâm của đứa trẻ sơ sinh này. Hắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, không ai không biết, không ai không hiểu. Mạnh Sơn Minh nhìn hài tử tên là Hứa Ứng này, không khỏi cười ha ha. Tiếng cười quanh quẩn trên sông, thật lâu mới dừng lại. Ta khống chế thái nhất, độc chiếm đại quyền thiên hạ, cũng tương ứng, ở trên người đứa bé này. Mạnh Sơn Minh lại không biết, hắn nghe thấy tiếng rầm 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 là tiếng nổ của đầu mình hết lần này đến lần khác. Sau cuộc chiến ở Thiên Uyên, không một ai nhìn thấy bóng dáng của tiên đế Mạnh Sơn Minh, có người nói hắn đã chết. Cũng có người nói hắn bởi vì chiến bại mà ẩn cư, còn có người nói hắn ẩn nấp trong bóng tối, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Có điều theo thời gian trôi qua, hắn dần dần bị người quên lãng. Địa tiên giới nghênh đón một thời đại mới, trong thời đại này quần hùng cùng hiện, có quá nhiều cao thủ, quá nhiều anh tài, đã sớm che giấu thời đại không trọn vẹn của tiên đế Mạnh Sơn Minh. Trong thời đại mới này, những động uyên trước đây đã bị người vứt bỏ, luyện khí sĩ và tiên nhân bắt đầu tu luyện động uyên thuộc về mình. Thậm chí, đã có người nỗ lực nhắm tới Chí Tôn cảnh trong truyền thuyết. Rất nhiều người xem cuộc chiến tại Thiên Uyên lần thứ hai như tân đạo phá hủy hoàn toàn cựu đạo. Từ đó về sau, nếu có người tu luyện hệ thống công pháp cũ, sẽ bị người ta cười nhạo là thông thái dởm. Một khoảng thời gian sau đó, địa tiên giới yên tĩnh hơn rất nhiều. Hứa đạo tổ, có từng gặp sư phụ ta không? Ninh Thanh tìm Hứa Ứng, nói, ngay trước khi ngươi giao chiến với tiên đế, sư phụ ta tạo hóa Chí Tôn nói muốn đi làm một đại sự khiến ta phải kiêu ngạo. Hiện tại ông ấy không thấy đâu. Ngươi đã gặp hắn chưa? Hứa Ứng lắc đầu nói, chưa từng gặp qua hắn. Ninh Thanh lo lắng, nói, ta nhìn thấy tiên đế vận dụng tạo hóa động uyên của hắn, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, lúc tiên đế giao thủ với ngươi, trên người có đạo thương do tạo hóa chi đạo lưu lại, ta luôn có cảm thấy lo lắng. Hứa Ứng an ủi hắn, tạo hóa Chí Tôn luôn luôn cẩn thận, chưa thắng hắn đã lo bại, năm đó lúc Thánh Tôn Đại Thanh tẩy hắn liền giả chết thoát thân. Lần này chắc chắn hắn sẽ bình yên vô sự. Ninh Thanh vẫn không quá yên tâm, tiếp tục tìm kiếm tạo hóa Chí Tôn, rất lâu rồi vẫn không tìm được. Sau đó, hắn tới cầu kiến thần bà cười nói, công tử, lão thân không tính được Chí Tôn. Ninh Thanh công tử lấy ra lễ nặng, thần bà cười nói, nhưng mà lão thân có thể giúp ngươi tính ra tung tích của người biết chuyện.
Qua không lâu, Ninh Thanh tìm được Nguyên Anh đạo chủ. Nguyên Anh đạo chủ tự phế tu vi, ẩn núp, chuyên tâm tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể tìm được mình. Chương 1852, Bất Hủ Huyền Công, A. Ninh Thanh công tử nói rõ ý đồ đến đây, Nguyên Anh đạo chủ thấy hắn tới không phải để giết mình, thở phào nhẹ nhõm, nói, ngày đó ở trên Thúy Loa đảo, tạo hóa sư huynh dẫn Minh Tôn Mạnh Sơn Minh đi, chắc giữa bọn họ đã từng xảy ra một trận ác chiến, sau đó một mình Minh Tôn Mạnh Sơn Minh trở về, mang theo tạo hóa Động Uyên. Trong lòng Ninh Thanh công tử lạnh buốt, lẩm bẩm nói, việc hắn muốn làm chính là ám sát Minh Tôn, sao hắn lại ngốc như vậy? Nguyên Anh đạo chủ suy tư nói, ta nghĩ, chắc là hắn không muốn nhìn thấy Minh Tôn gia nhập dưới trướng vào sứ giả thiên tiên giới Long Đại, lại không cách nào vãn hồi mọi chuyện, cho nên quyết tâm ám sát Minh Tôn. Có lẽ tạo hóa sư huynh biết mình không sống nổi, cho dù ám sát Minh Tôn cũng không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay Long Đại trưởng lão. Lúc đó chắc hắn đã định quyết tử. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có điều, thực lực của Minh Tôn khi đó đã vượt xa hắn. Cho nên từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn là đánh trọng thương Minh Tôn, khiến cho Minh Tôn chết trong trận quyết chiến với Hứa Đạo Tổ ngày hôm sau. Ninh Thanh công tử lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, đây là đại sự mà hắn muốn làm sao. Cho dù hắn có làm như vậy, vốn dĩ cũng sẽ không có ai biết. Nguyên Anh đạo chủ thấy hắn đau lòng, an ủi nói, chưa chắc tạo hóa sư huynh đã chết. Người như hắn luôn rất cẩn thận, năm đó Thánh Tôn cũng không giết được hắn. Trong lòng Ninh Thanh công tử trống rỗng. Hắn cảm thấy rất có thể tạo hóa Chí Tôn đã chết trong một góc vắng lặng nào đó của đảo Thúy Loa. Tạo hóa Chí Tôn muốn làm một đại sự kinh thiên động địa để đệ tử của mình kiêu ngạo thay hắn, nhưng chuyện này lại không kinh thiên động địa. Hắn im lặng chết đi, giống như chó hoang chết già trong góc tối, không ai để ý. Không ai biết đạo thương trên người Minh Tôn Mạnh Sơn Minh là do hắn lưu lại. Không ai biết vì sao tạo hóa Động Uyên lại xuất hiện trên người Mạnh Sơn Minh. Càng không có người biết, vì lưu lại vết thương này tạo hóa Chí Tôn đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Ninh Thanh công tử đi vào Thúy Loa đảo, hắn muốn tìm ra dấu vết của tạo hóa Chí Tôn nhưng không phát hiện được tung tích gì, cuối cùng chỉ tìm thấy chiếc quy đạo ngọc bàn bị phá nát. Hắn thu thập mảnh vỡ quy đạo ngọc bàn, dập đầu mấy cái về phía Thúy Loa đảo, nước mắt tuôn rơi rời đi. Sư Tôn, bất luận người có dương danh thiên hạ hay không, con cũng sẽ kiêu ngạo vì là đệ tử của người. Hắn đi tới Vọng Hương Đài, đến gặp Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Huyền Đô Thất Bảo Cung có 8 gốc đại đạo chi thụ, đạo thụ mênh mông, dưới đạo thụ có từng thân hình Hư Hoàng đang ngồi. Vị Hư Hoàng tiến về thiên tiên giới ngăn chặn kẻ địch gọi là Đông Minh Hư Hoàng, hắn là một trong 8 thiên địa nguyên thần của Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Ninh Thanh công tử bái kiến Đại Đạo Quân, đặt quy đạo ngọc bàn trước mặt Đại Đạo Quân. Mấy vị thiên địa nguyên thần nhìn cái khay ngọc vỡ nát này, mỗi người đều yên lặng không nói gì. Qua một lúc lâu, Tây Hoa Hư Hoàng mới nói, năm đó Ân Nguyên phản lại ra khỏi Huyền Đô Sơn Ngọc Kinh Cung, đồ sát đồng môn, khi đó hắn đã không còn là đệ tử của Ngọc Kinh Cung. Tuy nhiên hắn đã chết, như vậy mọi chuyện qua đi cũng không truy cứu. Ninh Thanh, ngươi đã là đệ tử của hắn, thế thì vào trong đạo môn ta. Đại đạo quân tu thành 8 loại đại đạo, kết ra 8 đạo quả. Tạo hóa là một trong số đó. Ngươi còn 7 loại khác có thể học được. Bắc Huyền Hư Hoàng nói, chỉ tiếc 8 loại đại đạo này đều là cựu đạo. Ngươi là tân đạo, rất có khả năng. Ninh Thanh công tử khom người vái lại. Tây Hoa Hư Hoàng trầm mặc một lát, dò hỏi, cái chết của hắn có đáng giá không? Ninh Thanh công tử nói, im ắng không một tiếng động, nhưng đệ tử coi người là niềm kiêu hãnh. Tây Hoa Hư Hoàng và các hư hoàng khác dồn dập gật đầu. Cùng nói, đại đạo vô danh, bến thuyền thiên hải là một khu vực yên tĩnh an lành. Thiên công địa tiên giới phân ra một bộ phận ở lại bến đò, xây dựng càng nhiều kim thuyền tam giới, dự định đưa di dân đi tới nhân gian giới, mở ra nơi cư trú mới. Nghe nói di cư một số người đi nhân gian giới là kết quả thương nghị giữa Hứa Đạo Tổ, Thánh Tôn, Lữ Đạo Tôn. Cho dù thiên tiên giới xâm lấn, chỉ cần cắt đứt dòng sông Linh Quang là có thể giữ lại một bộ phận mồi lửa văn minh. Ngày hôm nay, đột nhiên dòng sông Linh Quang rung chuyển, một lão già bụng phệ mập mạp dãy dụa bơi tới từ một chỗ khác của dòng sông, những thiên công canh giữ ở bến đò đều nhìn đến ngây cả người. Lão già mập mạp kia khắp người đầy thương tích, quanh người quấn đầy linh quang, dãy dụa trèo lên thuyền, bò lên, tứ chi hướng lên trời nằm ngửa ra sau, thở phì phò.
Hắn như là mệt mỏi rã rời, thở rất lâu mới hồn hển ổn định dần nhịp thở. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1853, Bất Hủ Bát Pháp 1. Đột nhiên, ông lão mập mạp hoan hô một tiếng, kêu lên, ta đã trở về, ta còn sống trở về rồi. Minh Tôn, tạo hóa, ta không đầu hàng các ngươi cũng có thể sống sót thoát ra khỏi dòng sông Linh Quang. Ngươi là La Thánh Nhân. Một thiên công đã từng thấy ông lão béo này, nói, Minh Tôn chết hơn nửa năm rồi, thi thể chắc đã thối rữa. Lão già béo kia chính là La Thánh Nhân, Linh Quang quấn quanh trên người chính là mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ mà lão lấy được. Dựa vào mảnh vỡ này, lão mới có thể sống sót trong Linh Quang Trường Hà. La Thánh Nhân kinh ngạc vạn phần, vội vàng hỏi, Minh Tôn chết rồi. Hắn chết trong tay ai? Tiên đế hiện tại là ai? Còn có Thánh Tôn đâu? Chờ một chút, tổ thần đâu? Thiên công làm sao mà trả lời được nhiều vấn đề như vậy? Kêu lên, ta chỉ là người vung búa, La Thánh Nhân không nên làm khó ta. La Thánh Nhân đứng lên, chậm rãi nói, còn có Tạo Hóa Chí Tôn, Diệu La Chí Tôn đâu? Tạo Hóa Chí Tôn không biết, nhưng có lẽ Diệu La Chí Tôn điên rồi. La Thánh Nhân hỏi các thiên công khác, thế mới biết đại khái trải qua trận chiến thay đổi bố cục địa tiên giới này, trầm mặc rất lâu, đột nhiên cười ha ha, có vẻ cực kỳ khỏe mạnh. Nói như vậy, bên dưới hứa ứng chính là ta. Lục Tôn Thập Nhị Diệu, chết thì chết, bị thương thì bị thương, còn có tự chém tu vi tu luyện lại. Nói không chừng ngay cả hứa ứng cũng bị trọng thương trong trận quyết chiến với tiên đế, đến nay thương thế khó mà lành. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, nếu ta đăng quang lên đế vị, ai dám phản đối. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe tiếng chuông leng keng từ xa tới gần, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một con rồng lớn bằng linh quang đeo một quả chuông lớn linh quang trên cổ, bay nhanh tới, vèo một tiếng rơi vào trước người hắn. Mập mạp, ngươi chính là La Thánh Nhân sao? Con rồng kia không? Có ý tốt hỏi. La Thánh Nhân trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói, ngươi là Viễn Tổ, ngươi sống lại rồi. Long chảo kia nắm chặt lại, một quyền quật ngã hắn trên mặt đất, giẫm ở dưới chân, rút ra pháp bảo linh quang mà hắn vất vả lắm mới luyện thành, dung luyện đến thân thể mình. Một thanh niên từ trên trán của Đại Long trượt xuống, đối diện với La Thánh Nhân ngã xuống đất không dậy nổi, lại một trận quyền đấm cước đá. Quả chuông trên cổ hắn cũng bay xuống, đập vào ót La Thánh Nhân, rung động keng keng. Con rồng lớn kia luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần, hóa thành một chàng trai đầu rồng, cơ bắp dữ tợn, đẩy chàng trai trẻ và quả chuông ra, kêu lên, để ta. La Thánh Nhân bị đánh đến hôn mê, hai người một chuông vây quanh hắn lại đánh nửa ngày, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Nam tử cường tráng lại hóa thành cự long linh quang, thanh niên trẻ tuổi và quả chuông bay tới đỉnh đầu của hắn, một treo ở dưới cổ hắn, con rồng bay lên không, gào thét mà đi. Lần này nguyên thần của ta hoàn chỉnh rồi, liền có thể liều mạng với tổ thần, quyền đánh thánh tôn. Chờ sau khi tổ thần chết đi, các ngươi theo ta giết thiên tiên giới. Địa tiên giới dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng loại yên tĩnh này chỉ là một loại biểu hiện. Không ít tồn tại tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh đều đang nín một hơi, gia tăng tu vi, muốn chứng đạo chí tôn trước Hạo Thiên đạo nhân. Hơn nữa, vị trí tiên đế để trống, vẫn có không ít người ngấp nghé vị trí này, rất muốn ngồi lên ghế này. Nếu như có cảnh giới chí tôn, như vậy ngồi lên bảo tọa của tiên đế tựa hồ sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Bên trong tổ đình thiên đạo, Nguyên Vị Ương quát lên một tiếng, điều động 6 đại động uyên của bản thân, đột nhiên đạo lực 6 đại động uyên hợp nhất, ống tay áo tung bay. Hứa Ứng hơi biến sắc, đưa tay đón đỡ, khí tức bị chấn động đến nổi chao đảo, liên tiếp lui về phía sau, khen, Bất Hủ Huyền Công, quả nhiên lợi hại. Nguyên Vị Ương dừng lại, lắc đầu nói, trên Thúy Nham ghi lại chiêu thần thông La Vân Phi Tụ này, vẫn kém một chút hỏa hầu. Mấy ngày nay cô nghiên cứu công pháp bất hủ được ghi chép trên Thúy Nham, có thành tựu, vì vậy diễn luyện với Hứa Ứng một phen, thần thông của bất hủ cảnh quả thực lợi hại phi thường. Lúc ra tay đồng thời điều động tất cả đại đạo chi lực, hòa thành một luồng, đạo lực có thể tăng lên đến cực hạn chỉ trong nháy mắt. Lúc Hứa Ứng quyết chiến với tiên đế đã điều động thất đại động uyên của bản thân, dùng võ đạo của bản thân làm căn cơ. 6 đại động uyên khác mang theo đại đạo chi lực ập tới, dùng phương thức võ đạo triển khai ra, bởi vậy công kích của y chí cương chí mãnh. Nhưng khi đó, y chưa từng tiếp xúc qua công pháp của bất hủ cảnh,
trên phương diện vận chuyển đạo lực luôn luôn có chỗ không linh hoạt. Bởi vậy đối mặt với thần thông ẩn chứa trong công pháp bất hủ cảnh mà Nguyên Vị Ương thi triển ra có phần chịu thiệt. Công pháp bất hủ cảnh trên Thúy Nham là công pháp điều động đạo lực khác nhau, rất có ý nghĩa với y. Chương 1854, Bất Hủ Bát Pháp 2. Hai người yên tĩnh lại, tiếp tục phá giải công pháp trên Thúy Nham. Từ sau khi Tiên Đế Chí Tôn chết đi, bọn họ đã ở lại trong tổ đình thiên đạo, không hề quan tâm tới chuyện bên ngoài, chuyên tâm nghiên cứu cảnh giới thứ 9 bất hủ. Ngoại trừ bọn họ, còn có rất nhiều tuấn tài trẻ tuổi và cường giả thế hệ trước cũng tụ tập ở đây, cùng nhau tìm hiểu công pháp cảnh giới thứ 9 trên tảng Thúy Nham kia. Môn công pháp này đến từ Bỉ Ngạn, là đám Hư Hoàng Đại Đạo Quân đạt được huyền công bất hủ Bỉ Ngạn. Chỉ riêng phá giải công pháp này cũng là một công trình vĩ đại, không phải là có thể một lần là xong. Mấy ngày nay Hứa Ứng ở cùng một chỗ với Nguyên Vị Ương, tình cảm ngày càng nóng lên, hai người luôn dính chặt với nhau, chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói từ xa xa truyền đến, Thánh Tôn Nguyên Dục, đến bái kiến Hứa Đạo Tổ. Hứa Ứng nở nụ cười, cùng Nguyên Vị Ương tiến lên nghênh đón. Lâu Minh Ngọc và Thánh Tôn Nguyên Dục cùng nhau tiến đến, tu vi Lâu Minh Ngọc càng thâm hậu hùng hồn. So với lúc đại chiến Thiên Uyên còn hùng hậu hơn rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không thể đột phá, tu thành chí tôn cảnh. Ngược lại tu vi Thánh Tôn Nguyên Dục bên cạnh hắn lại càng ngày càng gần với cảnh giới chí tôn. Hứa Ứng nhìn ra chênh lệch tu vi rất nhỏ trên cảnh giới hai người, cười nói, Thánh Tôn, Minh Ngọc, sao các ngươi lại rực rỡ đến chỗ? Nơi này là của ngươi à? Thánh Tôn cười lạnh nói, rõ ràng nơi này là đạo tràng của tổ thần, từ khi nào lại biến thành của ngươi rồi? Hứa Ứng giải thích, ta là nửa đệ tử của tổ thần, theo lý phải kế thừa gia nghiệp của tổ thần, cho nên ta là chủ nhân nơi này. Bên cạnh, Thiên Sư Huynh và Thổ Thần há miệng muốn nói, nhưng không còn gì để nói. Hứa Ứng đưa tay mời, Thánh Tôn đi đến trước khối Thúy Nham thạch kia, cẩn thận đánh giá bất hủ huyền công trên Thúy Nham này, ánh mắt chớp động, dò hỏi, Hứa Ứng, ngươi ở chỗ này phá giải bất hủ huyền công, phiên dịch lâu như vậy, ngươi nói xem, rốt cuộc là bất hủ huyền công bản thổ hóa mạnh hơn, hay là bất hủ huyền công táng hóa mạnh hơn? Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, nói, táng hóa mạnh hơn. Thánh Tôn khom người, đánh giá Thúy Nham thạch khắc, thản nhiên nói, nếu táng hóa mạnh hơn, vì sao còn muốn bản thổ hóa? Ngươi tinh thông Thúy Nham đại đạo, lý giải đại bộ phận kết cấu lý, ngươi là số ít người có thể hoàn toàn lột xác táng hóa. Ngươi tu luyện bất hủ huyền công, so với những người khác càng nhanh hơn. Hứa Ứng cười đáp, sau khi bản thổ hóa, càng thuận tiện hơn truyền bá cho bản thổ. Huống chi, bản thổ chỉ là học, sau khi học được, lại thêm sáng tạo, không ngừng tiến bộ, không phải sẽ vượt qua táng hóa sao? Thánh Tôn đứng thẳng dậy, cười nói, trực tiếp táng hóa, chúng ta vĩnh viễn cũng không chơi lại dị nhân của Bỉ Ngạn, nhưng sau khi bản thổ hóa, thành, lại tiến bộ, có thứ của chính mình, chúng ta mới có thể vượt qua dị nhân của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Thánh Tôn cười nói, mấy ngày nay Hứa Đạo Tổ nghiên cứu bất hủ huyền công, liệu tu vi có bị bỏ lại hay không? Hứa Ứng chân thành vạn phần nói, không dám lơ là chút nào, ngày ngày đều luyện. Ngươi thì sao? Thánh Tôn nói, lần này ta trùng tu, đã tới đỉnh cao của đạo cảnh, sắp đại viên mãn. Trong thiên hạ, từ cổ chí kim, chỉ có ba người tu luyện tới tiêu chuẩn trước đó của ta, một là Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Hư Hoàng Đại Đạo Quân tu luyện 8 loại đại đạo, đều đạt tới đạo quả, lợi hại phi phàm, xứng đáng là người đứng đầu cựu đạo. Hứa Ứng dò hỏi, ngoại trừ Hư Hoàng và ngươi, còn có một người khác. Thánh Tôn nói, Chu Tiên Kiếm Chủ, nhưng hắn chỉ là một truyền thuyết. Nếu ta trở thành chí tôn tân đạo, tất sẽ vượt qua Hư Hoàng, cũng sẽ vượt qua hắn. Hứa Ứng cười nói, thật vậy chăng? Ta không tin. Thánh Tôn cười nói, thử một lần. Hứa Ứng nóng lòng muốn thử, thử thì thử xem. Ta sợ thân thể đạo huynh không chịu nổi. Thánh Tôn trầm mặc một lát, nói, ta muốn thử lực lượng sau khi ngươi hoàn toàn táng hóa. Hứa Ứng ngạc nhiên, nhìn về phía hắn. Thánh Tôn cười nói, sau tổ thần chính là ta. Ta muốn biết rốt cuộc táng hóa hoàn toàn cường đại cỡ nào. Hứa Đạo Tổ, tác thành cho ta. Hứa Ứng trầm ngâm một lát, nói, đạo huynh có chí hướng như thế, sao ta có thể không tác thành? Lúc giao phong với Tiên Đế Mạnh Sơn, Minh Sơn y chưa từng vận dụng táng hóa là vì lo lắng sẽ làm ra tấm gương xấu cho người khác. Nếu người khác nhìn thấy ngay cả tân đạo tổ cũng táng hóa,
Hơn nữa sau khi táng hóa trở nên lợi hại như thế, ắt sẽ học theo, không muốn phát triển nữa. Nhưng Thánh Tôn muốn xem táng hóa, y không thể không làm. Thánh Tôn vui vẻ nói, làm phiền đạo tổ. Hai người một trước một sau, đi ra ngoài. Nguyên vị Ương Minh ngẩng đầu, đột nhiên nói, Lâu sư huynh, có phải Thánh Tôn muốn chứng đạo chí tôn không? Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1855, Bất Hủ Bát Pháp, 3. Lâu Minh Ngọc vội vàng nói, Nguyên cô nương tuyệt đối không thể gọi ta là sư huynh, chớ loạn bối phận. Hắn chần chừ một chút, nói, cô nương pháp nhãn vô song, đúng là Thánh Tôn định chứng đạo chí tôn, lúc trước hắn cần ta hộ đạo cho hắn. Cho dù đi đâu ta cũng phải đi theo. Nhưng lần này không cần ta. Ta cảm thấy, bây giờ thực lực của hắn đã đến đỉnh điểm của cảnh giới đạo cảnh, đi thêm một bước nữa chính là chí tôn. Nguyên vị Ương nghi ngờ nói, chẳng lẽ hắn muốn mượn sức A Ứng giúp mình tu thành chí tôn. Lâu Minh Ngọc lắc đầu nói, hắn tự trảm tu vi chuyển tu tân đạo, mới chưa qua hơn một năm thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy đã trùng tu đến chí tôn cảnh. Hắn nói tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ, Thánh Tôn trước đây chìm đắm trong cảnh giới chí tôn 60 vạn năm, một mực thăm dò cảnh giới thứ 9, tích lũy lực lượng vô cùng hùng hậu. Người khác chuyển tu tân đạo, có lẽ cần mấy năm tích lũy, mà hắn không cần mài giũa nhiều năm, tốc độ nhanh hơn những người khác. Chẳng lẽ sư tôn muốn lợi dụng áp lực sau khi hứa đạo tổ táng hóa, để chính mình đột phá? Hắn nghĩ tới đây, Hứa Ứng và Thánh Tôn đã đi tới tinh không. Đột nhiên, tinh không hóa thành một mảng đen kịt, ảm đạm vô quang. Đó là bản thân Hứa Ứng táng hóa, tạo thành hắc ám ô nhiễm. Loại ô nhiễm này sẽ dẫn đến phản ứng của thiên đạo, bởi vậy có lẽ không thể thi triển ở tổ đình thiên đạo. Táng hóa, cực kỳ hung hiểm, nếu người tu hành táng hóa quá nhiều, thậm chí còn có thể ô nhiễm thiên đạo địa tiên giới, thay đổi thiên đạo. Nếu thiên đạo của địa tiên giới biến thành thiên đạo của Bỉ Ngạn, như vậy địa tiên giới sẽ trở thành thích hợp cho dị nhân Bỉ Ngạn sinh tồn. Chỉ sợ người tu hành táng hóa cũng sẽ biến thành hình thái dị nhân. Một bên khác, sau lưng Thánh Tôn hiện ra từng cái động uyên, sáng ngời chói mắt, đó là động uyên do đại đạo hắn ta tu hành hình thành. Rõ ràng số lượng động uyên của hắn rõ ràng nhiều hơn Hứa Mãn Lâu, tổng cộng 9 tòa động uyên. 9 loại đại đạo cấp chí tôn, chuyện này mang ý nghĩa pháp lực của Thánh Tôn cực kỳ hùng hồn. Thánh Tôn là một trong không nhiều người có thể đuổi kịp Hứa Hữu ở cảnh giới tương đồng. Pháp lực của hắn thậm chí còn hùng hồn hơn Hứa Ứng, từ Đại Minh Cung của hắn cũng có thể thấy được đôi chút. Trong Đại Minh Cung có vô số đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, cùng với tân đạo cảnh, tuy rằng đều là mô phỏng lại, nhưng cũng có nghĩa Thánh Tôn có trình độ không tầm thường trên những đại đạo này. Lại thêm hành trình nhân gian, hắn có thể tham khảo Thúy Nham đại đạo, đạo hạnh cũng đột nhiên tăng mạnh. Hắn bỏ qua ngàn vạn đại đạo, chuyên tu Thúy Nham đại đạo, thể hiện ra chính là cửu đại động uyên. Hứa Ứng lại thể hiện hắc ám động uyên, bên ngoài là một mảnh hắc ám, bên trong thì lại rực rỡ không gì sánh được. Trong nháy mắt hai người giao phong, Nguyên Vị Ương cùng Lâu Minh liền thấy cửu đại động uyên của Thánh Tôn xoay tròn như con quay. Lúc tụ lúc tán giữa hắc ám tinh không, trao đảo bất định, như tạo thành trận thế khác nhau, tập hợp lực lượng các đại động uyên chống lại đối thủ. Lâu Minh Ngọc là đệ tử của Thánh Tôn, cũng không xa lạ gì đối với đạo pháp thần thông của hắn. Có điều Thánh Tôn cũng từng chỉ điểm qua Nguyên Vị Ương cũng coi như một nửa đệ tử của hắn. Có điều hai người nhìn thấy phương thức điều động đạo lực của động uyên kia đều kinh ngạc khó hiểu, hiển nhiên loại pháp môn vận luyện của Thánh Tôn hẳn là do hắn sáng tạo hơn một năm nay. Loại pháp môn vận chuyển động uyên này, ngay cả đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương và Lâu Minh Tốn cũng chưa từng nhìn thấy. Trong lòng hai người có cảm ngộ, tự nhủ, động uyên khác nhau tạo thành trận thế, chính là thống nhất đại. Đạo khác nhau, tập trung đạo lực trên người, thần thông cũng có được đạo lực khác nhau gia trì, uy lực càng mạnh mẽ. Nguyên Vị Ương luyện được lục đại động uyên cấp chí tôn, Lâu Minh Thiền luyện thành 8 loại động uyên, so với Hứa Ứng còn nhiều hơn một loại. Hai người tự mình suy đoán, chỉ cảm thấy tham khảo pháp môn của Thánh Tôn, bọn họ có thể tìm hiểu ra rất nhiều đại thần thông ghê gớm. Nguyên Vị Ương tâm nói, Thánh Tôn không hổ là thiên tài của thời đại trước. Thiên phú của hắn quá cao, không hề kém hơn ta và A Ứng. Nhưng người quyết đấu với hắn lại là Hứa Ứng sau khi táng hóa bằng. Sau khi táng hóa, Hứa Ứng như một vị thần linh cổ xưa của Bỉ Ngạn,
thân thể trở nên càng cường đại, tốc độ càng nhanh chóng, pháp lực càng tinh thuần. Thần thông của Thánh Tôn thiên biến vạn hóa, nhưng Hứa Ứng chỉ vận dụng thần thông võ đạo, giơ tay nhấc chân như người khổng lồ khai thiên tích địa, xé rách tất cả thần thông của Thánh Tôn. Thánh Tôn điều động các động uyên khác nhau, tập hợp đạo lực khác nhau, dưới đả kích như cuồng phong bạo vũ này, trong chốc lát ngắn ngủi đã tràn ngập nguy cơ. Thánh Tôn sắp bại. Chương 1856, Bất Hủ Bát Pháp 4. Hai người vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Hứa Ứng táng hóa giết tới trước mặt Thánh Tôn, thân thể ưỡn về phía sau, hai tay giơ cao. Lại thấy thất đại động uyên ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một lưỡi đại phủ lấp lóe ánh sáng vàng rực rỡ, đánh xuống Thánh Tôn. Bất Hủ Huyền Công bao hàm toàn diện, thần thông được Nguyên Vị Ương ngộ ra từ trong đó chủ yếu ở tinh xảo, cũng có thể điều động tất cả đạo lực của động uyên. Hứa Ứng tìm hiểu Bất Hủ Huyền Công cũng không phải hoàn toàn là học đạo pháp trong đó, mà là hỗn hợp sở ngộ của chính mình, sáng tạo ra một bộ thần thông võ đạo của chính mình, đại khai đại hợp, vận chuyển biến hóa, phảng phất cự nhân khai thiên tích địa, bởi vậy gọi là Bất Hủ Bát Pháp. Giờ phút này thứ y đang thi triển chính là pháp môn thứ nhất, tích địa. Tu vi thực lực của Thánh Tôn tăng lên tới cực hạn, điều động cửu đại động uyên, bố trí thành cửu tinh trận thế, đạo lực động uyên khác nhau được tiên trận bao phủ ngưng tụ thành một thể. Một trường đẩy ra, đạo lực phóng lên tận trời, hình thành một bàn tay khổng lồ sáng chói, nghênh đón nhát búa này của Hứa Ứng. Tinh không đột nhiên chấn động kịch liệt một cái, ngàn vạn ngôi sao giống như đang ở trên một tấm màn tre, nhanh chóng run rẩy. Sau một khắc, bàn tay lớn do chín loại đại đạo hình thành của Thánh Tôn bị nhát búa bổ ra, khí thế cái thế, ánh dìu đè xuống, hai tay Thánh Tôn đón đỡ. Rên lên một tiếng, da thịt hai tay nổ đùng đùng, lập tức quần áo phồng lên, như bị bơm hơi, thoát ra từ các nơi trong ống quần ống áo. Đó là dấu hiệu khí huyết của hắn bị búa này nghiền ép lan tràn ra ngoài. Cửu đại động uyên phía sau hắn biến hóa liên hoàn, tuần tự hình thành bảy loại trận thế bất đồng, rốt cuộc đỡ được đòn này của Hứa Ứng. Nhưng trong lòng hắn trầm xuống, lực lượng Hứa Ứng táng hóa thực sự quá mạnh mẽ, đòn này ẩn chứa đạo diệu càng kinh người, khiến hắn bị đạo thương không nhẹ. Có điều đạo thương này là dị chủng đại đạo, có xu thế khiến hắn táng hóa. Hứa Ứng chợt xoay người, đấm ra một quyền, đường đường chính chính, phảng phất thái cổ thần vương mở ra vũ trụ hồng hoang, một quyền đánh tới, trước mắt Thánh Tôn hiện ra tình cảnh đại thiên thế giới bùng nổ. Pháp môn thứ hai của Bất Hủ Bát Pháp, Chư Thiên. Thánh Tôn vừa tiếp xúc, chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp bành trướng ra phía ngoài. Đạo pháp của mình giống như bị đạo lực ẩn chứa trong quyền phong của đối phương đồng hóa, diễn hóa thành một quyền mở ra đại đạo thế giới. Trong lòng hắn thất kinh, không trốn cũng không tránh, điều động cửu đại động uyên chống cự, chỉ thấy bốn phía hai người hào quang đại đạo bốc lên chói lọi vô cùng, bay qua ngân hà. Đó là đại đạo của Thánh Tôn bị uy lực của chiêu thức chư thiên này hóa giải, hình thành dị tượng. Hứa Ứng tiến lên trước một bước, đạo lực quấn quanh người, giống như viễn tổ thần long thời thái cổ, theo trưởng lực của y chút xuống. Trưởng này đánh ra, lại có bất diệt linh quang bốc lên theo, tiên thiên đạo lực bá đạo vô cùng. Pháp thứ ba của Bất Hủ Bát Pháp, Long Vũ. Thánh Tôn đỡ lấy đòn này, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ vụn, cho dù hắn gia tăng tu vi thực lực tới cực hạn cũng chỉ cảm thấy sắp bị chôn vùi dưới chiêu này. Đột nhiên, giữa lúc mơ hồ hắn nhìn thấy cánh cửa chí tôn cảnh, trong lòng thầm nghĩ, còn thiếu một chút, tiếp một chiêu nữa. Hứa Ứng thấy không ngờ hắn có thể tiếp được ba chiêu trong Bất Hủ Bát Pháp, nổi lòng háo thắng, thầm nghĩ, Thánh Tôn quả nhiên lợi hại. Ta còn tưởng rằng sau khi ta táng hóa, chắc chắn có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng, không ngờ hắn lại có thể tiếp được ba chiêu của ta. Đã như vậy, mấy chiêu sau của ta cũng không cần ẩn giấu nữa. Y hét dài một tiếng, hoa văn hình cành cây bay múa, hình thành khói xám mênh mông, thân hình khổng lồ đứng trong khói xám, vô số hoa văn hình cành cây hình thành một thanh tàn kiếm, đâm ra một kiếm. Pháp môn thứ tư của Bất Hủ Bát Pháp, Chu Tiên. Thánh Tôn khoanh chân ngồi xuống, cửu đại động uyên sau lưng xoay tròn không ngớt như đèn kéo quân, các loại trận thế được hắn thi triển đến cực hạn, đạo lực hừng hực dâng lên, rót vào trong cơ thể. Giờ phút này, không ngờ Thánh Tôn lại đột phá không nhỏ trong chiến đấu, tăng cường trận thế của mình lên một cấp độ. Từ khi hắn thành danh tới nay, đây là lần đầu tiên đột phá nhanh chóng như vậy về mặt đạo pháp. Nhưng kiếm của Hứa Ứng chưa đến, kiếm khí đã đến, kiếm quang xoẹt xoẹt lướt qua da tóc hắn.
đỉnh đầu của hắn bị cắt đứt vài sợi tóc, viu viu bắn ra sau, bên ngoài da thịt xuất hiện từng vết máu rất nhỏ. Thánh Tôn nhìn chằm chằm vào mũi kiếm đâm tới kia, thân thể ngồi càng chặt, tập trung tất cả lực lượng bản thân, điểm ra một chỉ, va chạm cùng chiêu kiếm kia. Keng, keng keng. Đột nhiên kiếm ảnh đầy trời ập tới, tàn kiếm kia từ một hóa vạn, hình thành vạn luồng kiếm khí, đâm về phía hắn. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1857, Táng Hóa, 1. Đầu ngón tay Thánh Tôn lắc lư, cũng ừ một hóa vạn, nên đón đòn chiêu này. Trong tinh không, kiếm và ngón tay đùng đùng đứt gãy, hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một dòng lũ màu đỏ tươi, bao phủ Thánh Tôn. Thánh Tôn thân như bàn thạch, sừng sững bất động, cửu đại động uyên sau lưng lại ầm ầm rung động, bị kiếm khí nhuộm máu đâm thủng. Kiếm khí màu đỏ tươi viu một tiếng ngang qua trời cao, đâm xuyên liên tiếp mặt trời nơi xa, làm dấy lên từng cơn bão trong thái dương. Hứa Ứng thét dài, chiêu pháp lại biến đổi, quanh người quấn lấy bất diệt linh quang, song trưởng đẩy về phía trước. Trong linh quang hiện ra một khu rừng đạo thụ, tựa như hải dương đạo pháp. Pháp thứ năm của bất hủ bát pháp, vạn đạo. Thánh Tôn lộ vẻ vui mừng, đây là đạo pháp mà hắn lĩnh ngộ được khi lĩnh ngộ đại minh cung ta. Đạo pháp của ta xếp hạng vẫn còn trên cả Chu Tiên Kiếm và Nguyên Thần của Viễn Tổ, có thể thấy được trong lòng hắn, ta cực kỳ lợi hại. Song trưởng của hắn đẩy về phía trước, đồng thời cũng phát động đạo pháp đại minh cung, cũng là rừng rậm đạo thụ, vạn đạo sôi trào. Nhưng ngay khi vừa tiếp xúc, thân thể của hắn, nguyên thần, đạo cảnh, hết thảy đều ở biên giới sụp đổ, cơ hồ bị đánh cho vỡ vụn. Hứa Ứng tựa như cự thần đỉnh thiên lập địa, thân thể bá đạo dữ tợn, đè ép Thánh Tôn về phía trước, Thánh Tôn liên tục hộc máu, khóe mắt muốn nứt ra, tăng cửu đại động uyên lên tới cực hạn, nhưng không ngờ cửu đại động uyên hiện ra từng vết rách. Hắn giận dữ hét lớn, nhiệt huyết đã yên lặng lâu năm trong lòng sôi trào, điều động tất cả tiềm lực chống lại đòn đánh này của Hứa Ứng. Ngay khi đạo cảnh, đạo tràng, nguyên thần và động uyên của hắn đều đạt tới cực hạn, bên tai hắn vang lên tiếng nổ như khai thiên tích địa, khí tức của Thánh Tôn ầm ầm bành trướng, tu vi nhanh chóng tăng lên. Phía sau hắn, cửu đại động uyên kết nối hư không, đạo lực liên tục không dứt hóa thành hào quang từ trong hư không tràn vào trong động uyên, tu bổ chỗ tổn hại của động uyên. Cửu đại động uyên lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiên sơn trong động uyên càng trở nên cao lớn cổ xưa, không ngừng có tiên sơn mới sinh trưởng, linh khí linh lực càng dồi dào. Đạo lực hùng hồn, tăng cường thân thể nguyên thần của Thánh Tôn, chữa khỏi đạo thương cho tu vi thực lực của hắn ta, tăng lên một bậc thang thật lớn về phía trước. Ầm, trưởng lực hai người va chạm, vạn đạo bộc phát, đạo âm vang dội đến cực điểm, vang vọng tinh không, thậm chí ngay cả tổ đình thiên đạo cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hứa Ứng thu tay lại, giải trừ táng hóa, khôi phục lại hình người, mỉm cười nhìn hắn, cất cao giọng nói, ta còn tưởng rằng cần phải triển khai hết bất hủ bát pháp mới có thể ép đạo huynh tu thành chí tôn, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ dùng đến chiêu thứ năm, đạo huynh liền làm được. Thánh Tôn đằng đằng sát khí, gào thét tiến đến trước mặt y, quát lên, mang ba pháp còn lại ra đánh một trận. Hứa Ứng bị khí thế khủng khiếp không gì sánh được của hắn áp bách nhưng không sợ chút nào, cười nói, dùng hết ba pháp môn còn lại xuất hiện, cũng chắc chắn đánh không lại ngươi, dứt khoát không đánh. Thánh Tôn, ngươi muốn xem lực lượng táng hóa ra sao, ta đã cho ngươi thấy rồi. Vừa rồi Thánh Tôn bị hắn ép tới sát biên giới sinh tử, sát biên giới tan vỡ, bị y đánh cho phát hãi. Lúc này mới có phần thất thố, nghe vậy tỉnh táo lại, áy náy nói, là ta lỗ mãng, Hứa đạo tổ chớ trách. Tuy nói như thế, nhưng thiếu chút nữa bị đánh chết, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không vui, thầm mắng Hứa Ứng ác tặc. Tiếp tục đánh, chắc chắn hắn chỉ cần một hai chiêu là có thể đánh bại Hứa Ứng, khiến Hứa Ứng nếm thử cảm giác bị bức đến tuyệt cảnh. Hứa đạo tổ, ta đã chứng đạo chí tôn, không bằng ta giúp ngươi một chút, thế nào? Thánh Tôn đề nghị, ngươi có thể yên tâm, chắc chắn ta có thể hạ tử thủ giúp ngươi đột phá, tu thành chí tôn. Hứa Ứng khiêm tốn nói, đa tạ ý tốt của Thánh Tôn. Chỉ có điều sau khi ta đánh một trận với Mạnh Sơn Minh, ta nhận ra mình còn thiếu sót trong đạo cảnh, cần phải tích lũy thêm một khoảng thời gian nữa mới đột phá. Thánh Tôn nhíu mày nói, chỉ cần áp lực đủ lớn, không cần lắng đọng cũng có thể đột phá. Hứa Ứng lắc đầu, tâm ý của Thánh Tôn ta xin nhận.
cơ sở không vững, đất rung núi chuyển, ta muốn lắng đọng lại. Thánh Tôn cố nén xúc động muốn nắm cổ áo y, ép y tiếp nhận ý tốt của mình, thở hắt ra một hơi, nói, thật là đáng tiếc, không thể nhìn thấy ba pháp môn cuối cùng của ngươi. Đúng vậy, Hứa Ứng đồng cảm, thổn thức nói, không biết người phương nào mới có tư cách thấy được bất hủ bát pháp hoàn chỉnh của ta. Thánh Tôn hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tuy hắn mượn áp lực của Hứa Ứng đột phá đạo cảnh, chứng đạo chí tôn, nhưng trong lòng hắn không vui vẻ chút nào. Chương 1858, Táng Hóa, 2. Nếu tìm được cơ hội đánh cho tên này một trận thật đau, cũng không uổng cõi đời này. Nếu không cho dù ta có phải đi đến thiên tiên giới chịu chết, cũng có phần không cam lòng. Thánh Tôn vẫn không được như mong muốn, hai người trở lại tổ đình thiên đạo. Hứa Ứng hỏi thăm ý định tiếp theo của Thánh Tôn. Thánh Tôn nói, bây giờ Lục Tôn thập nhị diệu chỉ còn lại Quỳnh Đài, Diệu La, Quân Vô Đạo, Trung Dương, Bác Sơn, Đan Huyền Tử, Nguyên Anh, Đông Thạch, La Tiêu, Hỏa Linh, cùng với La Thánh Nhân. Quỳnh Đài đã đi tới thiên tiên giới, những ta cần tìm người còn lại, hợp tác với lực lượng của bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản thiên tiên giới. Trong lòng hắn có phần lo lắng, bởi vì những người này quá nửa là phế bỏ tu vi lúc trước, đi tu luyện tân đạo. Tu luyện tân đạo không phải một lần là xong, dù trước đó trong số bọn họ có rất nhiều người là đại la diệu cảnh cũng chưa chắc có thể đột phá sinh tử huyền quan, chứng đạo chí tôn. Đại la diệu cảnh và chí tôn cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Nếu bọn họ không thể tu thành chí tôn, chắc chắn thực lực của họ sẽ kém xa trước đây. Hứa Ứng suy tư nói, đã như vậy, ta cũng không giữ ngươi lại. Ngươi đi tìm bọn họ trước, chỉ điểm bọn họ tu hành như thế nào. Ngư Cơ đạo nhân đang nghiên cứu Thúy Nham, ý đồ nghiên cứu ra nguyên lý có thể xuyên qua vùng ngưng kết, nếu thành công, liền có thể tạo ra thuyền có thể đi qua vùng ngưng kết. Khi đó, không cần chờ tổ thần bọn họ chết trận đưa tới thuyền lầu Thúy Nham. Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu Ngư Cơ đạo nhân không nghiên cứu ra thì sao? Nên làm thế nào? Hứa Ứng điềm nhiên nói, thánh vật của thập toàn đạo môn ta, Thúy Nham nhân gian giới cũng có thể xuyên qua khu vực ngưng kết. Ngài không tiếc mạng, làm sao ta lại tiếc bảo vật này? Thánh Tôn nhìn y, một lát sau không cam lòng, nói, ngươi thật sự không cần ta giúp đột phá. Hứa Ứng lắc đầu. Thánh Tôn thở dài, gọi Lâu Minh Ngọc, nói, tân đạo của ngươi còn chưa viên mãn, cần tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tu hành. Còn có bất hủ huyền công trên Thúy Nham, ngươi cũng phải luyện. Lâu Minh Ngọc vâng dạ. Thánh Tôn phất phất tay, xoay người rời đi. Còn đạo thương mà Hứa Ứng lưu lại trên người hắn, hắn cũng nghiên cứu Thúy Nham đại đạo, tự mình chữa trị cũng không thành vấn đề. Hiện tại hắn đã trở lại cảnh giới chí tôn, trong thiên hạ chỉ có tổ thần và viễn tổ mới xứng làm đối thủ của hắn. Cho dù là Chu Tiên Tàn Kiếm, không ai khống chế cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi chuyến này, nhất định phải chỉnh hợp lại Lục Tôn thập nhị diệu trước kia, hóa thành một lực lượng cường đại, trợ giúp tổ thần. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, xoay người tới gặp Ngư Cơ đạo nhân. Ngư Cơ đạo nhân đang thử gỡ xuống một khối Thúy Nham, có điều khối Thúy Nham này vô cùng cứng rắn, dù hắn vận dụng bất cứ pháp bảo gì, cũng không thể đả thương được Thúy Nham. Vật này có thể xuyên qua thiên tiên giới, muốn đập xuống một khố, không dễ dàng như vậy. Hứa Ứng nhắc nhở. Ngư Cơ đạo nhân lại dùng hỏa công, sau đó dùng nước lạnh rèn, nóng nở ra lạnh co về, có thể khiến bản thân Thúy Nham đứt gãy. Chỉ có điều Thúy Nham này cho dù bị hỗn độn tiên hỏa thiêu đốt sờ vẫn lạnh buốt, căn bản là vô dụng. Ngư Cơ đạo nhân trầm tư suy nghĩ, thủy chung không thể làm gì được khối Thúy Nham này, nói nếu có thể gỡ xuống một khối Thúy Nham, tiến đến khu vực ngưng kết thử nghiệm. Nói không chừng có thể dò xét được rốt cuộc là Thúy Nham có thể xuyên qua khu vực ngưng kết hay là đạo pháp của Bỉ Ngạn có thể xuyên qua được. Hứa Ứng thấy thế, trong lòng khẽ động, nói, đạo nhân, ngươi chờ ta một lát. Nói không chừng ta có biện pháp. Y lập tức phi thân đi. Không lâu sau, Hứa Ứng vội vàng quay về. Ngư Cơ đạo nhân đang muốn hỏi y có biện pháp gì, đột nhiên sát khí ngập trời đập vào mặt. Một thanh tàn kiếm từ trên trời giáng xuống, kèm một tiếng đâm vào trên Thúy Nham, lập tức ánh lửa văng khắp nơi. Mọi người quay xung quanh Thúy Nham bị sóng khí hùng hồn trùng kích, ngã xuống bốn phương tám hướng, nghi hoặc không thôi. Tàn kiếm kia chính là Chu Tiên kiếm. Không ngờ đòn này lại không thể thương tổn đến Thúy Nham, nó không khỏi tức giận, lập tức kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương, leng keng đâm tới Thúy Nham.
nhưng Thúy Nham vẫn không chút sức mẻ. Ngư Cơ đạo nhân hít một hơi khí lạnh, thứ đồ chơi này thật quá cứng. Kỳ quái, rốt cuộc là ai khắc văn tự trên Thúy Nham? Người có thể lưu lại văn tự chỉ sợ đã là bất hủ cảnh rồi. Hứa Ứng trong lòng máy động, chữ viết trên Thúy Nham, ngoại trừ có Lý Văn Bỉ Ngạn, còn có đạo văn do Hư Hoàng Đại Đạo Quân lưu lại. Chẳng lẽ Hư Hoàng Đại Đạo Quân cũng tiến vào bất hủ cảnh? Trong lòng y khẽ động, điều động Thất Đại Động Uyên, trầm giọng nói, kiếm ra, ta tới. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1859, Táng Hóa, 3. Chu Tiên Tàn Kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại, giao hòa với khí tức của hắn, nhân kiếm nhất thể, Hứa Ứng toàn lực tế kiếm. Pháp lực ngập trời tràn vào trong Chu Tiên Tàn Kiếm, xuất kiếm chém xuống một góc của Thúy Nham. Kiếm quang như giải lụa, view một tiếng chém rụng một góc Thúy Nham kia. Khối Thúy Nham kia rơi xuống đất, tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Chu Tiên Tàn Kiếm vô cùng vui sướng, bay tới bay lui xung quanh Hứa Ứng. Hứa Ứng lại không vui vẻ, thầm nghĩ, ta và bọn Đại Đạo Quân vẫn còn chênh lệch, chỉ e còn là khoảng cách không nhỏ. Chắc Đại Đạo Quân là dùng ngón tay viết bất hủ huyền công lên Thúy Nham, mà ta lại phải mượn Chu Tiên Kiếm. Ngư Cơ đạo nhân định nhặt khối Thúy Nham này lên, nhưng không thể nhấc lên được. Hắn khẽ ồ một tiếng, vận chuyển tất cả pháp lực, nhưng khối Thúy Nham lớn chừng nắm đấm lại không nhúc nhích tí nào. Hắn là tồn tại có thể phân cao thấp với cao thủ diệu cảnh, lực lượng lúc nhấc lên này kinh người tới cỡ nào. Tay nắm sao trời, chơi đùa nhật nguyệt cũng không nói chơi. Nhưng khối Thúy Nham lớn chừng quả đấm này lại phảng phất nặng nề vô cùng, trọng lượng hơn xa nhật nguyệt sao trời. Hứa Ứng tiến lên, nhẹ nhàng đưa tay, nắm khối Thúy Nham thạch kia lên, cười nói, nếu không hiểu Thúy Nham đại đạo, rất khó bắt được Thúy Nham. Ngư Cơ đạo nhân quan sát tỉ mỉ Thúy Nham, nói, kỳ quái, ta chưa bao giờ thấy qua tài liệu luyện khí kỳ lạ như vậy. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, vật này là tài liệu luyện khí. Ngư Cơ đạo nhân gật đầu, nói, Thúy Nham hẳn là một loại tài liệu luyện chế pháp bảo, có điều thiên địa nhân tam giới chắc là không có loại tài liệu này. Quá nửa vật này chỉ có ở Bỉ Ngạn. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi một chuyến tới khu vực ngưng kết. Hứa Ứng mang theo khối Thúy Nham này, theo hắn đồng thời leo lên thuyền Kim Độ Thế Vị Nguyên, Chu Tiên Tàn Kiếm cực kỳ hiếu kỳ, cũng đi theo. Nguyên Vị Ương phát động chiếc kim thuyền này, chạy tới khu vực ngưng kết bên ngoài thiên tiên giới. Qua không lâu, bọn họ đi tới phụ cận khu vực ngưng kết, nhìn lên trên, chỉ thấy hải cốt cự long giống như sâu bọ trong hổ phách, bị đông kết ở đó. Ngoài ra, còn có một long tiên cực kỳ cường đại, cũng bị cố định ở không trung, cỡ 10 ngày nửa tháng mới có thể di chuyển một bước. Chỉ có điều loại tốc độ này thực sự quá chậm, chỉ sợ phải đi hơn 100 triệu năm mới có thể đi ra khỏi khu vực ngưng kết. Ngư Cơ đạo nhân nói, ngươi dùng đạo pháp Thúy Nham, tế vật này lên. Hứa Ứng theo lời, tế khối Thúy Nham kia lên, bay về phía khu vực ngưng kết, chậm rãi chui vào trong đó. Ngư Cơ đạo nhân lại lấy ra mấy món tiên khí khắc đạo pháp Thúy Nham, tế tiên khí lên, cũng chui vào khu vực ngưng kết. Khối Thúy Nham kia được Hứa Ứng điều khiển, từ từ bay vào bên trong khu vực ngưng kết, phảng phất như tiến vào bên trong một vật cực kỳ sền sệt. Mà những tiên khí do Ngư Cơ đạo nhân tế lên kia lại nhao nhao bị cố định trên bề mặt khu vực ngưng kết. Chu Tiên Tàn Kiếm có phần hiếu kỳ, cũng bay về phía khu vực ngưng kết, sau một khắc, nó bị ngưng kết ở phía mặt ngoài khu vực. Hứa Ứng vội vàng thu hồi khối Thúy Nham kia, bàn tay nắm lấy Thúy Nham, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Chu Tiên Kiếm, bắt lấy thân kiếm không trọn vẹn, cuối cùng cứu được thanh kiếm này trở về. Chu Tiên Tàn Kiếm vẫn còn sợ hãi, không dám thử thêm lần nữa. Quả thật là tác dụng của Thúy Nham, loại vật chất ngưng tụ này có thể ngưng kết thời không, nhưng Thúy Nham lại có thể xuyên qua thời không ngưng kết. Tài liệu luyện chế pháp bảo chí tôn, sách dày cho nó cũng không xứng. Ngư Cơ đạo nhân hưng phấn khó tả, nói, dùng loại Thúy Nham này luyện bảo, dù chỉ là thêm một chút trên binh lợi khí cũng có thể thắng được pháp bảo chí tôn. Nguyên Vị Ương nói, nhưng làm sao ngươi có thể mài Thúy Nham thành phấn, cho vào thần binh lợi khí? Ngư Cơ đạo nhân quay đầu, nhìn về phía Hứa Ứng và Chu Tiên Tàn Kiếm. Hứa Ứng giật nảy mình, ý của ngươi là, từng kiếm một đem cắt Thúy Nham thành bột mịn. Ngư Cơ đạo nhân gật đầu, có phần thẹn thùng, nói, ta biết việc này rất vất vả, nhưng đây là cách duy nhất.
Hứa Ứng nhìn về phía Chu Tiên Tàn Kiếm, nói, ta cũng không có vấn đề gì, chỉ hao tổn pháp lực thôi. Nhưng kiếm ra thì sao? Chu Tiên Tàn Kiếm bay tới bên cạnh Ngư Cơ Đạo Nhân, một người một kiếm đi ra xa, Ngư Cơ Đạo Nhân khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Chỉ nghe âm thanh truyền đến, không được, chuyện này không làm được. Như vậy cũng không được, có phần vi phạm đạo đức thiên công của ta không phải là Trúc Thiền Thiền. Ngươi không phải là ta đánh tàn phế, ta chỉ là nung tàn phiến của ngươi, luyện thành Đại La Phục, Thiên Kiếm. Được rồi, lần sau sẽ không làm theo lệ này. Chương 1860, Táng Hóa, 4. Một người một kiếm bàn điều kiện xong lại vòng trở lại, trên mặt Ngư Cơ Đạo Nhân mang theo vẻ âu sầu, than thở, hiển nhiên bị Chu Tiên Tàn Kiếm uy hiếp, đáp ứng nó một vài điều kiện trái lương tâm. Kim Thuyền Độ Thế đang muốn phản hồi Tổ Đình Thiên Đạo, đột nhiên Hứa Ứng nhìn thấy trong khu vực ngưng kết có một luồng hào quang xanh biếc. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị, nói, Thúy Nham của Thiên Tiên Giới đã trở lại Thiên Tiên Giới. Nguyên Vị Ương nghe vậy, lập tức hiểu ý của y, la lên thất thanh nói, bọn chúng trở về gọi viện binh. Sắc mặt hai người nghiêm nghị, từ đầu đến cuối cường giả long tộc trên tảng Thúy Nham kia không cách nào đuổi kịp bọn tổ thần, vì vậy thuyền lầu Thúy Nham mới phản hồi Thiên Tiên Giới. Đến khi bọn họ trở về, chỉ e không mang theo mấy người như lúc này, mà là tồn tại cường đại hơn nữa. Thậm chí nói không chừng còn có cao thủ bất hủ cảnh. Tổ thần gặp nguy rồi. Hứa Ứng Trưởng hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, Vị Ương, chúng ta phản hồi Tổ Đình trước. Nguyên Vị Ương lập tức khống chế thuyền vàng Độ Thế, chạy về hướng Tổ Đình Thiên Đạo, Hứa Ứng ở trên thuyền vàng. Phát động Chu Tiên Tàn Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía khối Thúy Nham kia, chia khối Thúy Nham kia thành hai phần. Y khống chế tàn kiếm, không ngừng chém xuống, nhưng chém liên tục hơn 10 kiếm là hao hết tu vi, mặc dù Thất Đại Động Uyên cũng chống đỡ không nổi tiêu hao khủng khiếp như thế, khiến y không thể không dừng lại. Phát động tàn kiếm này cực kỳ hao phí pháp lực, nhưng chỉ dựa vào lực lượng bản thân tàn kiếm lại không cách nào bổ đôi Thúy Nham, bởi vậy chỉ có thể tự mình phát động tàn kiếm. Đợi đến khi y khôi phục tu vi, lại lần nữa tế tàn kiếm lên, tiếp tục chém xuống. Thời gian dần qua, khối Thúy Nham này bị cắt càng ngày càng nhỏ bé, nhưng số lần chia ra càng nhiều, khối Thúy Nham nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên cần phải sử dụng càng nhiều kiếm mới có thể đem cắt Thúy Nham nhỏ lại. Cũng may y có thể xếp mảnh vỡ Thúy Nham cỡ nhỏ thành một hàng, một kiếm chia làm hai nửa. Y phát động tàn kiếm không ngừng phân chia, một tháng sau, rốt cục cắt mảnh Thúy Nham này đến mức không thể tách ra được, lúc này mới thu tay lại. Một tháng qua, y không ngừng vung kiếm, bổ chúng đá vụn nhỏ bé như hạt bụi, về sau, thậm chí bổ chúng Thúy Nham to bằng một phần ngàn vạn phần hạt bụi. Hứa Ứng cảm thấy trình độ kiếm đạo của mình lại tăng lên không ít, lĩnh ngộ ra đạo lý vi diệu của kiếm đạo. Nguyên Vị Ương đứng trước mặt y, phát giác kiếm ý của y không đâu không lọt, cũng không khỏi vui mừng thay y. Ngư Cơ Đạo Nhân lấy được bột phấn của Thúy Nham, lập tức hành động, tranh thủ thời gian luyện chế bảo vật có thể xuyên qua khu vực ngưng kết, Chu Tiên Tàn Kiếm cũng lén lén lút lút đi qua. Hứa Ứng ngửa đầu, nhìn lên trời, chỉ thấy trong vùng đất ngưng kết kia lại, nhiều ra một luồng quang mang xanh biếc, tốc độ so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, đang đuổi theo thuyền lầu Thúy Nham. Bọn chúng đang ép tổ thần quyết chiến. Đó là cái gì? Con ngươi của y hơi co lại, chỉ thấy trong địa tiên giới, một luồng hào quang phi thăng đang từ từ bay lên, bay về phía thiên tiên giới. Vì sao lại có người phi thăng lên thiên tiên giới? Chẳng lẽ phong ấn của tổ thần? Sắc mặt Hứa Ứng biến đổi, cao giọng nói, Vị Ương, thuyền, thuyền. Y phi thân lên, bay thẳng đến luồng hào quang phi thăng kia. Nguyên Vị Ương lập tức phản ứng, lập tức tế chìa khóa vàng, phóng lên cao đuổi theo y. Phù. Thuyền vàng Độ Thế phía sau gào thét mà đến, tiếp được Nguyên Vị Ương, lập tức đuổi kịp Hứa Ứng. Con quái vật khổng lồ này nhẹ như lông hồng, thẳng tiến đến luồng hào quang phi thăng kia. Tốc độ độ thuyền vàng Độ Thế càng lúc càng nhanh, nhưng tốc độ hào quang phi thăng cũng không chậm. Mắt thấy hào quang phi thăng sắp muốn bay vào khu vực ngưng keo, Hứa Ứng phát động pháp lực, từ xa xa đánh ra một quyền. Luồng hào quang phi thăng kia đột nhiên vô thanh vô tức nổ tung, tiên nhân trong hào quang liên tục lăn lộn. Bộp một tiếng đập vào mặt ngoài khu vực ngưng kết, vùng vẫy hai lần rồi cố định ở nơi đó không nhúc nhích. Hứa Ứng giận dữ, vung tay chộp tới, lôi tiên nhân kia từ trong khu vực đầy keo kiệt ra, quát lớn, ai bảo ngươi phi thăng lên thiên tiên giới.
Tiên nhân kia uất ức khó tả, nói, ta vừa mới vượt qua thiên kiếp là có hào quang hạ xuống chở ta phi thăng. Hứa Ứng vứt hắn xuống, sắc mặt âm trầm bất định, nói, phong ấn của tổ thần không có khả năng buông lỏng nhanh như vậy, chắc chắn có người âm thầm phá hoại. Lẽ nào là Long Đại? Hắn còn chưa chết. Trong lòng y loáng thoáng bất an, nhanh chóng nói, vị ương, nàng về tổ đình thiên đạo bảo hộ Ngư Cơ đạo nhân trước đã. Tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Không trừ Long Đại, tất thành họa lớn. Ta ở lại, gặp hắn một lần. Các bạn vừa nghe xong tập 186 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.